Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 900 triệu token 100 ít nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả video mở tới đó mình start chatbot. Start sau khi bấm start xong các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Lướt cấp trang xong thì token 100 ít này đã click trên sàn Bankage Swap và Bobix và MTC nha các bạn. Rồi thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè. Mình đã join rồi. Tiếp tục cho anh tiếp kênh seller các bạn. Xong rồi, các bạn tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube đi nè. Rồi các bạn đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn follow và tự tweet nè. Trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like nè. Các bạn tự tweet lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn xem tiếp kênh Telegram đó nè. Rồi bấm đắp lên nè. Tiếp tục các bạn bấm vào nút submit tên nè các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào các bạn. Rồi nó có subscribe kênh YouTube không bấm Z nè. Submit. Sorry Linuser share 100 Xcoin. Phải các bạn. Cái này nó kêu submit link lên YouTube gì mà các bạn bấm skip bỏ qua nhiệm vụ nó không bắt buộc các bạn. Rồi bấm Z tiếp tục luôn. Tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Công quýnh VNN Hacking làm ai đó nhiệm vụ nó khó quá thì bỏ qua các bạn. Nó không bắt buộc thì bỏ qua. Set 3 để mình sorry. Ok rồi bạn bấm Z nha bạn. Vì mình đã chỉnh sửa tại username Telegram của mình. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ BNB smartchainbet20 các bạn. Vụ khá là đơn giản các bạn. Rồi bạn sao chép đây nè. Rồi bạn bắt đập địa chỉ đây nè. Rồi bạn gửi lại cho bot nha bạn. Rồi các bạn bấm vào. Các bạn xoay xoay group của nó các bạn. Group của nó nè. Rồi các bạn bấm vào không đắt Airdrop các bạn, rồi bấm Z nè. Để mình dịch cho các bạn. Thì đây như là khảo sát thôi các bạn. Thì các bạn chọn đại vào một loại điện tiền điện tử nào bạn yêu thích các bạn. Mình chọn Ethereum. Rồi tiếp tục thì bạn bấm balance check số cần kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 750 triệu token 100 ít nè các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Airdrop nhận token 100 ít đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.